Xin chào anh em nha. Thì hôm nay cửa hàng của mình về là tầm khoảng 200 sợi sen T-Bit, và mình sẽ quay lại và giới thiệu cho các bạn nha. Thì sen T-Bit là nó sẽ có hai nguồn, là nguồn của Thái Lan và nguồn của Indo. Thì cái sợi sen này các bạn thấy rõ không, đây là của Thái Lan các bạn, và do Yamaha Moto Việt Nam nhập về Việt Nam của mình. Đây đầy đủ này, có tem nhãn mát đầy đủ nha các bạn. Và mình về là 200 bộ, và mình nghe thông tin là 200 bộ này là khả năng là 200 bộ cuối cùng nha các bạn. Và sau này các bạn mua sen nó rất là đắt. Thì hiện tại là cửa hàng của mình vẫn có cái mức giá hỗ trợ cho các bạn khi các bạn mua sen T-Bit nha. Một sợi này á, thì mình sẽ bán là 500.000 một sợi nha các bạn. Và mình sẽ không tăng trong cái đợt dịp Tết này, vì tình hình dịch Covid á, thành ra là kinh tế ai cũng khó khăn hết. Thành ra là mình sẽ không tăng nha các bạn. Và sắp tới á, thì nếu mà nó hot thì chắc chắn là mình sẽ nhập về, mình sẽ tăng lên. Nhưng bây giờ là mình không tăng, và mình về 200 sợi nha các bạn. Đây đó, rất là nhiều. Và sợi sen này á, là sen Phốt Su. Đây mình khui cho bạn coi này. Đây đây, đây là sen Phốt. Và sợi sen của nó là màu đen nha các bạn. Sen Phốt màu đen đó. Các bạn mua về là sẽ là có một hộp nha này. Còn hàng Indo á, có nhiều bạn nói là hàng Indo là nó có khóa hoặc là nó có như thế nào đó. Thì hàng Indo là hàng bằng hộp giấy nha các bạn. Và khi hộp giấy thì nó sẽ đắt hơn là hàng của Thái Lan, mà chất lượng với lại là nó như nhau hết các bạn, không có cái khác nhau cái gì hết. Đó, thành ra là các bạn thấy giá ok các bạn mua thôi. 500.000 một sợi sen. Và trong cái dịp Tết này thì mình sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các bạn nha. Các bạn hãy đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.